Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Linh Kiện Store. Tiếp tục với series những mẫu loa sách tay mini với thiết kế nhỏ gọn, sở hữu nhiều cải tiến và nâng cấp vượt trội, đảm bảo hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm tuyệt vời và thú vị hơn dành cho người dùng và không bỏ lỡ sự kỳ vọng đó của những tín đồ yêu âm nhạc. Thương hiệu Anoxen Camedia vừa cho ra mắt một siêu phẩm mới toanh và vừa cập bến tại Linh Kiện Store, mang tên loa kéo Anox KS363H. Và ngay bây giờ hãy cùng với Linh Kiện Store khám phá xem mẫu loa này có gì đặc biệt nha. Chiếc loa Anoxen KS363H gây ấn tượng cho người dùng ngay từ ánh nhìn đầu tiên với thiết kế nhỏ gọn, hiện đại nhưng vẫn không kém phần tinh tế. Với gam màu trắng ngà nổi bật, dễ dàng hài hòa với mọi không gian như trong nhà hoặc là ngoài trời. Và thùng loa được làm bằng chất liệu gỗ kết hợp với bọc da Hemer có khả năng chịu lực và kháng ẩm cao, kết hợp với bề mặt lưới vải đang hạn chế bụi bẩn, côn trùng xâm nhập gây ảnh hưởng đến chất lượng của âm thanh. Bản mạch điều chỉnh âm thanh được thiết kế phía bên trên thân loa giúp người dùng có thể thuận tiện theo dõi và điều khiển, bao gồm vang số âm bass, âm treble, tiếng echo, chỉnh âm micro và loa tổng. Về mặt sau của loa thì được tích hợp hệ thống cổng kết nối, ngõ cắm optical, MP3 và USB cho người dùng có thể thoải mái sử dụng. Chiếc loa Anoxen KS363H của chúng ta với hệ thống loa chuyên nghiệp bao gồm hai loa full 5,5 tấc, hai loa tweeter tích hợp vang số chỉnh cơ cung cấp chất âm trầm mạnh mẽ. Mức công suất RMS vượt trội là 100W, có khả năng tái tạo âm thanh sắc nét chi tiết nhưng vẫn không kém phần chân thực. Kết hợp với mặt tăng âm và lọc số riêng biệt đáp ứng mọi thể loại âm nhạc khác nhau dành cho người dùng. Chiếc loa Anoxen KS363H của chúng ta tích hợp phần mềm ứng dụng độc quyền Cloud Karaoke thông minh, cung cấp với hơn 30.000 bài hát online và 15.000 bài hát offline, cho phép người dùng kết nối cùng lúc với 8 thiết bị khác nhau linh hoạt, chọn bài nhanh chóng và tiện ích bằng giọng nói và đảm bảo không dính quảng cáo khi hát karaoke trên YouTube. Và đặc biệt là chiếc loa của chúng ta sử dụng công nghệ truyền dẫn Bluetooth 5.0 hỗ trợ kết nối nhanh chóng và thuận tiện với các thiết bị ngoại vi. Trang bị viên pin Li-ion cao cấp mang lại thời lượng sử dụng pin cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng liên tục trong nhiều giờ mà vẫn đảm bảo chất âm hoàn hảo trong phân khúc giá thành. Và bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo loa sẽ bao gồm sách hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành, dây nguồn, dây sạc, pin AA và bộ 2 micro UHF không dây có thiết kế sang trọng, cứng cáp, hút âm tốt và tần số UHF thì nhẹ hơi và dễ hát, tạo ra hệ thống âm thanh chất lượng cao cho mọi người có thể tự tin thể hiện chất giọng của mình. Và ngay bây giờ không làm mất nhiều thời gian của mọi người nữa, mời mọi người hãy cùng với Linh Kiện Store chúng ta đi nhanh đến phần test âm thanh cũng như là micro của loa xem như thế nào nhé. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count 'em. He's drunk and alone too. Don't let him in, you have
dù những lần không hiểu nhau, tại vì thời gian bao nhiêu lần yêu vẫn là đứa rồi, tại vì hôm nay anh đưa chiếc ôm đã làm trái tim anh có cầu vồng, mà cầu vồng chỉ có khi mưa vừa tan anh cũng dần đi. Khi anh hết yêu vì sự cô đơn nên em mặc kệ đúng sai, mặc kệ anh có đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai, chỉ cầu xin anh em đang rất đau, đừng làm mắt em vẫn vẫn thêm buồn. Dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn vậy thôi. Ok, vậy là mọi người đã cùng với Linh Kiện Store điểm qua những đặc điểm nổi bật của chiếc loa Atnos KS363H mà Linh Kiện Store giới thiệu đến mọi người ngày hôm nay. Và nếu như mọi người muốn biết thêm thông tin về chiếc loa này, về giá hay chính sách bảo hành, thì mọi người hãy cứ nhanh tay liên hệ vào số hotline của Linh Kiện Store 0937 374 784, hoặc để lại bình luận ở phía bên dưới để Linh Kiện Store có thể giải đáp tất cả thắc mắc của mọi người một cách tốt nhất. Hoặc mọi người có thể đến với hai cửa hàng của Linh Kiện Store tại thành phố Hồ Chí Minh để có thể trải nghiệm thực tế loa một cách tốt nhất. Cảm ơn mọi người đã xem clip và hẹn mọi người ở những video clip tiếp theo cùng với những mẫu loa mới mà Linh Kiện Store sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người.